Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hình ảnh cuộc sống lạ lùng của cụ ông 100 tuổi và vợ trẻ mới đôi mươi, cặp đôi đũa lệch chú rể 100 tuổi và cô dâu mới ở độ tuổi đôi mươi và đêm tân hôn nhớ đời đang là câu chuyện gây chú ý của cư dân mạng Indonesia Dân mạng cho biết, ảnh cưới của cặp đôi ông cháu sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân tình. Chú rể có tên là KT cùng cô dâu Indo Alan đã có một đám cưới hết sức ấn tượng tại nhà gái. Chia sẻ với truyền thông tại địa phương, một người họ hàng của ông KT cho biết không rõ chính xác tuổi của chú rể là bao nhiêu nhưng chắc chắn ông ít nhất đã 100 tuổi. Tôi không biết chính xác tuổi của cặp tân lan tân nương nhưng ông KT chắc chắn ngoài 100 Ông ấy từng là chiến binh khi Indonesia Còn là thuộc địa của Hà Lan Vợ ông ấy mới ngoài 20 Ông dù cho biết Nhiều người tưởng rằng Ông KT sẽ phải tốn kha khá tiền Để cưới vợ Nhưng cụ ông chỉ mất 357 đô Khoảng 8,3 triệu Việt Nam đồng Để làm xính lễ cho nhà gái Theo những người hàng xóm Đây không hề là một cuộc hôn nhân sắp đặt Hay ép buộc Trong khi chú rể là người đàn ông đã quá vợ thì đây là lần kết hôn đầu tiên của cô dâu trước đó cặp đôi đã đăng ký kết hôn trước sự chứng kiến của hai bên gia đình khi nói về đêm tân hôn chú rể chỉ biết ngại ngùng cho biết mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp chú rể hiện sống dựa vào lương hưu và được đánh giá là một người khá minh mẫn và khỏe mạnh so với độ tuổi của mình